Rồi em quay toàn bộ cái đơn hàng của các bác nào, bác vào kiểm tra đơn hàng hộ em nhé. Đơn hàng tổng của tuần vừa qua, 2 tuần, 2 3 tuần vừa qua đấy. Em quay cho các bác nhìn kỹ, xem kỹ đơn hàng của em rồi đỡ phải gọi nhiều quá. Đa số là Sài Gòn, các bác miền trong mà phiếu này đa số của các bác miền trong nhiều, Sài Gòn, Bình Dương, Long An, Trà Vinh. Quay rất chậm quá, xem em nhé. Này toàn tháng 12 hết rồi.